người về rồi hả? Sư phụ có khỏe hay không? Ta đã nói là suốt đời này sẽ không cho người bước vào trong cổ mộ một bước, trái lại sẽ chết. Đệ tử thật là nhớ tới sư phụ. Thôi thì để cho đệ tử vào đây thăm sư phụ đi. Đứng im! Ngươi không có lòng tốt. Ngươi muốn tới đây để coi ta đã chết rồi chưa? Có phải vậy không? Đệ tử chúc cho sư phụ sống lâu trăm tuổi. Tôn bà, đừng có giả vờ làm bộ nữa. Tiểu Long Nữ, sư tỷ về rồi sao? Người hãy mau trao Ngọc Nữ Tâm Kinh ra. Ngọc Nữ Tâm Kinh ở trong lòng của muội, làm sao mà trao ra được? Ngày hôm nay nếu như không chịu trao ra thì đừng có trách ta không nể tình đồng môn nha. Sư tỷ, 3 năm trước sư phụ đã qua đời rồi. Muội và Tôn bà đều không có buồn, tại vì sư phụ đã nói tất cả đã chuẩn bị xong hết, trong đó có một thạch mộ để dành cho sư tỷ. Ngươi đừng có dọa ta. Sư tỷ, nếu như sư tỷ sợ chết thì tốt hơn hết hãy uống thuốc giải này. Ta nhất định sẽ trở về đây. Cô nương à, tại sao lại đưa thuốc giải cho nó vậy? Đó là sư tỷ của tôi, tôi đương nhiên phải cứu rồi. Cô nương à, rõ ràng là thả hổ về rừng mà. Sẽ có một ngày cô sẽ bị thiệt thòi đó. An tâm đi, sư tỷ một khi chán ngán ở bên ngoài tự nhiên sẽ trở về đây. Tôi cần luyện võ công, nhất định có thể hàng phục được chị. Qua khỏi ngọn núi này sẽ tới Trùng Dương Cung. Thiên thương thưởng hề, thiên hạ đồ. Hồ Di bất cứu, thiên hạ khổ. Quách bá bá à, đọc cái gì vậy? Đây là bài thơ Khưu Sư Tổ đã viết. Ngài nhìn thấy đời người chịu khổ chịu nạn, trong lòng cảm thấy đau buồn. Võ công của Khưu chân nhân tuy cao cường, nhưng tấm lòng yêu dặn dân của ông ta làm cho người ta kính phục. Phục thân của cháu là đệ tử của ông ấy, nể tình cha của cháu, ông ta đối xử với cháu rất là tốt lắm. Cháu phải cố gắng học võ, sau này sẽ thành công. Nhưng đáng tiếc cha của cháu chết sớm. Quá nhiệt, cha cháu lên thiên trên trời, nhất định phù hộ cho cháu. Quách bá phụ, cháu muốn hỏi bá phụ một chuyện. Chuyện gì? Cha của cháu chết như thế nào? Lúc mẹ còn sống cho biết, cha chết rất là thê thảm, nó bị người ta hại chết. Quách bá có biết là ai hại chết cha của cháu không? Cha của cháu đã bị Quách bá phụ và Quách bá mẫu hại chết, có phải vậy không? Người nào mà nói vậy gì hết?
phụ. Cháu đã biết lỗi rồi, cháu sẽ không nói bậy nữa. Quốc bá phụ đừng có giận cháu nha. Thôi đi, Quách bá phụ không có giận đâu. Tại hạ Quách Tĩnh, cố nhân của Tuần Chân Giáo. Quả nhiên võ công cao siêu. Hai tên đạo sĩ thúi kia, bây giờ đã biết lợi hại của Quách bá phụ ta rồi chứ. Bây giờ muốn gì đây? Quả nhiên, đừng có vô lễ. Hãy tới bá chế nhì học trưởng đi. Quách bá phụ à, họ không có nói lý, tại sao phải sợ họ chứ? Đứa bé này không thuộc không quá các người, tại sao có người lại hạ độc thủ? Ta và Toàn Chân Giáo các người có quan hệ với nhau. Nhớ năm xưa Mã Chân Dân còn truyền thụ võ công cho tài hạ nữa. Cái tên danh ta kia, nếu mà nói như nhà ngươi, những người ở trong Trùng Dương đều là cố nhân của nhà ngươi à? Ngươi chửi ta cái gì? Dân ta, người tới trong Nam Sơn không có chuyện tốt lành gì đâu. Chẳng qua là muốn hiếp dâm vợ con người ta. Mình đi. Bác Tĩnh à, không phải bác đã từng nói là Khâu đạo trưởng có nghĩa thầy trò với bác hay sao chứ? Tại sao hai cái tên đạo sĩ túi kia hoàn toàn không nhận ra? Bà phụ nghĩ đây là sự hiểu lầm. Nhưng mà không sao, chúng ta vào cung Trùng Dương chỉ cần gặp được Khương chân nhân mọi sự rõ ràng thôi. Đi. Quá gì à? Qua khỏi ngọn đồi này sẽ nhìn thấy cung Trùng Dương. Đi đi. Bất tỉnh nè, để chấp cầm cho. Ký các vị dân nhân. Quách Tĩnh đến thật đúng lúc. Võ công tiến bộ rất nhiều. Đạo trưởng căn dặn để tôi giải quyết mấy người này cho. Các hạ là ai? Tới đây có chuyện gì? Vị nào kia là thần thánh nào phương? Tại hạ chỉ là đệ tử của mấy vị chân nhân này đây.
Toàn chân giáo có một đệ tử giống như người không giống. Toàn chân giáo có thù oán gì các người? Tại sao lên núi gây chiến? Sư phụ của ngươi đã bại trong tay của ta, nhà ngươi đâu có chỗ lên tiếng. Ngươi thiệt là quá ngang bướng. Hãy để tại hạ thọ giáo cao chiêu của ngươi đi. Được, nếu như có thể nhận được bản công tử 30 chiêu thì ta có thể tha cho đạo sĩ kia. Tên tiểu tử muốn trốn đi đâu? Tôi qua đây. Á, buông tay ra. Sư tốt, tháng đầu trộm đưa cướp chẳng phải là người tốt đâu. Mấy cái tên đã xí túi người, người tốt người xấu cũng không phân biệt được. Nói cho các người biết, lát nữa Quách Bá Phụ biết là các người đối xử với ta như vậy chắc không tha cho các người đâu. Nghe đây, nhốt nó lại. Dạ sư tốt, đi mau. Các người muốn làm gì? Hoàng tử, không sợ chứ? Không sao. Đi, đi mau. Đưa tay đi đâu? Đi, đi mau. Ê, đợi chút, đợi chút. Người làm gì? Ta mắc đái quá. Đồ tù, sao như chuyện vậy? Nó sắp ra quần rồi nè. Đi mau. Tiểu Dương ngày hôm nay thua một cách tâm phục khẩu phục. Xin lỗi các hạ tôn tánh đại danh. Tên của tài hạ không có gì đáng nhớ. Chỉ cần nhớ Khưu chân nhân, Dương chân nhân, Tôn chân nhân và Mã chân nhân là ân sư của tại hạ được rồi. Võ công tại hạ thật đáng kinh sợ. Tại hạ còn có chuyện gấp. Được, 10 năm sau Mông Cổ Quách Đô sẽ tới thọ giáo cao chiêu của các người. Tại hạ nhất định chờ đợi cuộc hẹn 10 năm. Nè, tí tao chuẩn xong chưa hả? Lâu quá vậy. Thôi vậy nè. Người có tin là ta đâm chết ngươi hay không? Tôi không chết đâu. Tôi không chết đâu. Tiểu tập chủng à, buông tôi ra. Tiểu tập chủng, muốn làm gì đây? Giết chết ngươi. Được. Được giết tôi nha, được giết tôi mà. Được. Được. Người cứ ở đây từ từ hưởng thụ đi nha. Nè, đi đâu vậy? Tỉnh, toàn chân ngũ tử chúng tôi mời cháu một ly. Đa tạ chư vị. À nè, quý vị đạo trưởng có thấy con cố nhân mà tôi đã mang tới không? Quách đại hiệp nói là sư thúc à, sư thúc à, sư thúc cái tôi coi tiểu tập chủng nó chạy mất rồi. Ngươi nếu không nhờ dũng sư thúc đi ngoan ngoài để mà cứu tôi đó, tôi nghĩ là tôi bị đốt chết rồi đó. Nói đúng lắm. Quả nhiên. Cũng tại các đợt xí túi các người không coi ai ra gì. Quá gì, đừng vô lễ. Vậy sao có chuyện gì xảy ra? Đứa bé khôn lành điêu ngoa này chắc là đã học được nhiều võ nghệ của mẹ của nó đó. Tỉnh gì, đây là con của cháu đó hả? Không, đó là Di Phúc Tử của nghĩa đệ cháu Dương Khang. Dương Khang? Dương Khang? Quả nhiên là con của Dương Khang à. Nghe nói như vậy, gương mặt của nó hao hao giống Dương Khang đó. Thấm thoát đã qua 10 năm rồi. Quả nhiên, hãy tới bái kiến quý vị tổ sư đi. Mau lên. Bái kiến tổ sư gia. Được, ngoan, ngoan. Thân thế của Quá Nhi rất đáng thương, hành động kỳ cục, đệ tử không thể dạy nổi, cho nên mới mang tới toàn chân giáo để học võ thuật chánh tông.
hy vọng sau này có thể là một chánh nhân quân tử. Tĩnh Nhi, thật ra nội công của cháu đã hơn hẳn những người chúng tôi. Nỗi khổ tâm của cháu tôi không phải không biết. Dương Khang là đệ tử tục gia duy nhất của chúng tôi. Nhưng mà đáng tiếc, năm xưa nó tham làm phú quý, nhận vật làm cha, cho nên mới có ngày tàn thảm tử. Đó là cái lỗi của bần đạo. Bần đạo bất tài. Chân nhân tại sao lại tự trách? Hôm nay được biết Dương Khang có hậu, bần đạo sẽ biết tính toán. Nếu như cháu không ngại gian khổ đưa nó tới toàn chân giáo, thì ta sẽ tận tâm dạy cho nó nên người. Nhất định sẽ không để cho nó giống như cha của nó lầm đường lạc lối. Đệ tử cảm ơn chân nhân giúp đỡ. Vợ chồng Dương Khang xuống vàng biết rõ sẽ cảm kích đại ơn. Tuy nhiên, đệ tử ngày hôm nay cùng với Quá Nhi lên núi làm mất lòng rất nhiều đạo huynh. Còn mong chân nhân tha tội. Tĩnh Nhi, chuyện đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thật ra vào mùa xuân năm ngoái, chúng tôi đã nghe được tin tức Dũng chân nhân cho biết là một năm sau, tà ma ngoại đạo tứ phương tám hướng sẽ tập trung ở Tân Nam Sơn. Lại có chuyện đó? Hai tên ma đầu cầm đầu hôm nay đó là hoàng tử của Mông Cổ của phái Tây Tạng. Giả tâm của họ đó đã làm chấn động võ lâm. Không lẽ toàn chân giáo có ân oán với họ hay sao hả? Không phải như vậy. Trung Nam Sơn tuy rằng là căn bản của phái chúng ta, nhưng mà bọn chúng lần này không phải tới đây vì ta đâu, nhưng mà muốn chiếm lấy Tiểu Long Nữ ở trong cổ mộ. Tiểu Long Nữ? Nói vậy là phải nói từ đầu. Khu rừng đối diện nằm song song với môn phái của chúng ta, đó là ngọn núi của phái cổ mộ. Phái cổ mộ? Cháu phải biết rõ, trong giang hồ có một nữ ma đầu tên là Lý Mạc Sầu. Người mà chân nhân nói có phải là nữ ma đầu Lý Mạc Sầu không? Ma đầu đó tác ác đa đoan, không có cơ hội gặp được bà ta. Bà nhiều lần quấy nhiễu Tiểu Long Nữ không sầu, trong lòng oán hận, vì vậy mới tung tin đồn trong chốn giang hồ. Mời tất cả những võ lâm nhân sĩ cho biết là phái của bộ Tiểu Long Nữ sẽ tỉ võ chiêu thân. Tỉ võ chiêu thân? Tiểu Dương Quát Đô của Mông Cổ, Tiểu Dương gia tới đây cầu hôn với Tiểu Long cô nương. Mông Long cô nương hiện thân chỉ giáo dùm cho. Tiểu Dương gia gia thế hiển hách, ân từ bất phàm, cho dù có nên duyên cũng không làm nhục cô nương. Long cô nương là hiệp nữ giang hồ, không lẽ lại nhắc tới như vậy hay sao? Tiểu Dương đã thi lễ xong, nếu như cô nương còn không hiện thân thì đừng trách tôi không khách sáo nha. Mấy người kia ăn hiếp người con gái cô được, nếu như bọn chúng xông vào cổ mộ, chúng ta nhất định phải ra tay giúp đỡ. Tin chắc bọn chúng khó bước thêm một bước nữa. Cổ mộ đâu phải là dễ dàng bước vào. Các tà ma nghe đây, chỗ này là chỗ tổ sư Dương Trùng Dương của phái Toàn Trần Giáo, các người không thể vô lý xông vào. Người láng giềng này đây quá thật thần thông quảng đại. Thật ra không cần hai chúng ta ra tay. Long cô nương quái cần thi lễ. Bần đạo Khưu Sứ Cơ và đệ tử Quách Tĩnh chúc chục cô nương tròn 18 tuổi. Tại sao Quách Đô đi rồi? Trong cổ bộ lại vọng ra tiếng đàn vậy? Chúng ta đều là láng giềng cả. Tiểu Long Nữ lúc nãy có nghe được lời của ta nói đó, cho nên dùng tiếng đàn để mà cảm tạ. Quý vị đạo trưởng, đệ tử Quách Tĩnh sẽ về đạo qua đảo, nay xin cáo từ. Ồ, cái việc yên tâm. Đứa bé này hãy trao ta chăm sóc. Quách bác phụ, bác phụ định đi thiệt sao? Để ta dẫn kiến cho hai người. Đây là Triệu Chí Kính, đây là Doãn Chí Bình.
Họ đều là đệ tử của Dương Sư Đệ. Triệu Chí Kính là người có võ công xuất chúng nhất trong các đệ tử đời thứ ba. Từ nay về sau, cứ để cho nó dạy cho Quá Nhi nha. Vậy thì làm phiền tới Triệu Sư Huynh nha. Được, không dám nhận. Tất cả hãy nghe lời chỉ thị của sư phụ. Quá Nhi, từ nay hãy nghe lời sư phụ, đừng có phá phách nữa ha. Nè, mau chào sư phụ đi. Mau. Sư phụ. Đứng dậy đi. Được, được. Có câu là nghiêm sư xuất cao đồ, đầu gậy sanh hiếu tử. Năm xưa ta đây bởi vì lầm lẫn cho nên gây ra những sự ân hận. Ta xin thề, từ nay về sau không để cho đứa bé này đi lại vết chân của cha nó. Dương Quá, từ nay phải học võ đàng hoàng với sư phụ nha. Có biết không? Ừ. Quá Tình đã xin cáo từ, chưa gì đạo trưởng, hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ. Quách Bá Phượng. Quách Bá Phượng. Vậy Quách Bá Phượng, Quách Bá Phượng, hãy theo tôi về. Ta không có đi về, ta không về đâu, ta muốn đi tìm Quách Bá Phượng. Đi. Ta sao lại đánh ta? Người muốn bỏ trốn, ta đương nhiên là đánh người rồi. Nói bậy, ta không có bỏ trốn. To gan, người dám nói chuyện với sư phụ như vậy hả? Ngươi làm sư phụ không phải là ta tự nguyện, Quách Bá Phượng kêu ta làm như vậy thôi. Võ nghệ của ngươi ăn thôi vậy, ngươi đừng có đánh lại mắt tỉnh của ta. Tiểu tập chủng, ngươi nói cái gì? Tiểu tập chủng, cho mày chết, mày nói gì, nói gì? Tiểu tập chủng, chết đi, mày chết, mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi. Tiểu tập chủng. Quá Nhi à, không sao chứ hả? Khu sư bá định xuống núi hả? Đúng vậy, như vậy sẽ tốt có xảy ra chuyện ở tại Đại Sơn Tây, chúng ta tới đó để mà tiếp ứng. Đúng vậy, tôn bác nhị sư thúc của con đã gặp Lý Mặt Sầu. Cái chuyện đó khó giải quyết lắm. Lý Mặt Sầu? Chị Kính à, đúng ra chúng tôi muốn đưa nhà ngươi đi chung, nhưng mà lại sợ trễ nãy việc tập võ có Quá Nhi. Hả? Quá Nhi, cháu sao vậy? Đánh lộn với ai hả? Nói mau, ai đã đánh cháu như vậy hả? Không phải là bị đánh đâu, là con bị té thôi. Nói vậy, bị té đâu thế nào bị thương tới như vậy hả? Hãy cho ta biết, nói thật đi. Quách Bá Phụ và tổ sư gia dạy dỗ đệ tử, kêu đệ tử ngoan ngoãn học nghề với sư phụ. Đệ tử nghĩ từ nay sắp cầu tiến, không đi ngược lại lời dạy dỗ của tổ sư gia và Quách Bá Phụ. Đệ tử đang suy nghĩ, nhưng bỗng dưng ở đâu có một con chó điên chạy ra. Chó điên? Chứ gì nữa, con chó điên thấy đệ tử thì lập tức cắn ngay, đệ tử lập tức đá nó, con chó điên ngày càng nổi cơn hung tàn. Cũng may sư phụ tới và cứu con. Chính đệ tử đã cứu nó. Trưởng môn, trễ lắm rồi đó, thôi chúng ta phải xuống núi đi, tôn văn nhân đang đợi chúng ta. Đúng vậy. Chị Kính à, hãy dạy nội công bản môn cho Quá Nhi đi, chỉ điểm những chủ quan trọng biết chưa? Dạ biết sư phụ. Nè tổ sư gia. Chuyện gì Quá Nhi? Sư tổ và Quách Bá Phụ đã đi, để một mình con ở đây không ai chăm sóc, con sợ là sư thúc và sư bá ở đây sẽ đánh con. Có tổ sư gia ở chỗ này đây, ai mà dám ăn hiếp cháu. Chị Kính. Dạ sư phụ. Hãy chăm sóc cho Quá Nhi đàng hoàng tử tế, nếu có sơ sót sẽ biết tay ta. Dạ biết rồi khu sư bá. Ây da. Tiểu tập chủng, chửi ta là chó điên hả? Ta ngày hôm nay ta tha cho ngươi, ngày sau ngươi sẽ biết tay ta. Thank you.
chánh quốc tế hữu hòa bình, tâm trí bình thản niệm bất sanh, chân khí xuất quyết quân hành thứ, linh quang chiếu diệu mãn thần kinh, mật ngữ tư truyền vô bổn sử, lại sự vô ảnh khứ vô tâm. Khẩu quyết gì mà kỳ cục quá, động tới động lui chỉ có mấy câu thôi, còn nhốt ta ở chỗ này không cho ra ngoài nữa. Tiểu tử, tiểu tử, sao quan sát tùm lum vậy? Chẳng trách thầy sư thúc ta nói nhà người cống đầu không chịu truyền thụ võ công, nếu mà tiếp tục như vậy à, ngươi thì thoại mà thôi. Ai mà thèm chứ? Nếu ông nói nữa hả, có ai dân sư phụ cho ngươi bài học? Được không cho nó? Cảm ơn đạo sĩ mũi trâu, nhưng mà giờ ăn cơm đã qua rồi. Chó ngươi ăn cơm còn nhiều chuyện nữa hả? Được, ăn mang tùy ngươi, chúng ta đi. Tiểu tử này điên rồi, mặc kệ nó. Nhiều quá, tại sao dám cãi lời sư phụ? Tôi lần sau nếu để cho ta nhìn thấy, ta phạt người tiếp tục. Khổ bằng phòng hôn quá ta, mỗi một ngày đọc kinh gánh nước, sư phụ mũi trâu kia không có chiêu dạy cho ta một chiêu thức nào hết, còn hai ma công của nghĩa phụ chỉ có một chiêu thôi. Ý, không biết ở trong nấm mộ kia có ai ở trong đó không ha, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ta, cho dù bị ông đánh đi nữa thì sao chứ. Theo bổ nguyên của bản giáo, mỗi năm ngày này các đệ tử phải trao dồi võ công để mà khảo sát tiến triển của các đệ tử trong vòng một năm qua. Hôm nay là ngày tỷ thí. Dương Quá, hãy ra đây. Dương Quá, tôi kêu ngươi ra đây, nghe rõ chưa? Trần Chánh. Dạ, sư phụ. Tuổi của nhà người sắp xỉ tuổi của hắn, so tài với hắn đi. Tuổi của hắn lớn hơn tôi, hơn nữa tôi hoàn toàn không có võ công, làm sao mà đánh. Nhà người tới toàn chân cung hơn một năm rồi, lại nó không biết võ công, ta làm sao mà dạy cho ngươi hả? Có phải là ngươi lười biếng ham chơi không học võ công không? Sư phụ nói đúng lắm, bởi vì ngươi không có chịu luyện mà. Ông hoàn toàn không có dạy tôi võ công. Đồ tôi. Được, ta hỏi ngươi, tư chánh quốc tế, hữu hòa bình, tâm tư tuần chánh, niệm bất sanh, hai câu chót là cái gì? Kính khí xâm dân công thành thứ, linh quang chiếu diệu mãn thần kinh. Phải rồi,
Như vậy là đúng rồi. Hãy dùng hai cái câu đó mà thi đấu với đại sư huynh này đi. Nhanh lên. Đâu phải kêu người thì chết đâu. Ngươi không phải nói là không sợ trời không sợ đất hay sao? Được, ta liều mạng. Đánh nó đi, đánh nó đi. Đáng đời. Bình thường không nghe lời dạy của sư phụ, nghe cái đạo bảo cũng không chịu mặt nữa. Tại không có cơ hội cho ngươi bài học mà. Chết đi mày. Lại không chịu chết cho ta, lại dám học dương pháp để giết hại sư huynh của mình hả? Đừng có đánh ta. Tỉnh rồi hả? Đừng có sợ, ngoan. Chỗ này là chỗ nào? Chỗ này là mộ của người sống đó. Hả? Đừng có sợ. Nè, hãy uống ngọc tương này đi. Uống vô đi. Khi uống vô rồi thì vết thương ở trên mình sẽ khỏe lại ngay. Ồ. Cháu à, cháu tên gì vậy? Tên là Dương Quá. Vậy tại làm sao ở tại Trùng Dương Cung? Cha mẹ đâu rồi? Cha mẹ đã qua đời hết. Ồ. Sau đó thì gặp được Quách Bá Phụ. Ông thì là tốt lắm, nhưng mà Quách Bá Mẫu thì khác. Họ đã cố tình đưa con tới cung Trùng Dương. Cái tên đạo sĩ túi sư phụ không có chịu giải võ công cho con, còn để con đi tỉ võ nữa. Con không biết đánh cho nên con đánh lại họ. Đâu có sư phụ nào như vậy. Nè cháu à, đừng có sợ. Từ nay có Tùng bà đây, không để cho mấy đạo sĩ kia ăn hiếp cháu nữa đâu. Nè ngoan, uống đi. Bà, nói thế nào? Nó không có sao nữa. Nè, Dương Quá, vị cô này là trưởng môn nhân của phái cổ mộ. Ngọc Phong Tường là do cổ cho con uống đó. Hãy mà cảm ơn cổ đi, hả? Cảm ơn cô. Nếu như sức khỏe nó bình phục, thì hãy đưa nó về đi. Hả? Bà, con không về đâu. Cho nó một chai Ngọc Phong Tường. Kêu lão đạo sĩ đừng có đánh nó nữa. Cô, bà. Cháu à, tôi đừng có trách cô nữa. Đó là môn quy của phái cổ mộ. Cho dù bà có thương cháu, cũng phải tuân theo. Đưa con về cung Trùng Dương, kể như là đã chết rồi. Cô đẹp giống như là tiên, tại sao lại không chịu cứu con? Sư huynh à, để biết vết thương của sư huynh nặng lắm, không có thuốc giải không được đâu. Không có sao đâu, ta không có chết đâu. Đi tìm một đại phu khám sao là được rồi. Được đâu sư huynh à, đi đi. Sư huynh à, đi đi. Sư huynh có sao không vậy?
Không sao, đi đi. Nhìn nhà ngươi như vậy, chắc là nhà ngươi đã đánh quá nhiều màn thương tích đầy người tên đạo sĩ mũi trâu kia. Đó là chuyện của môn phái tôi, không cần bà lo. Nhà ngươi mở lời bất kính, không xứng đáng làm sư phụ. Vậy mà cô nương nhà ta còn kêu ta mang thuốc giải cho nhà ngươi nữa. Các người có lòng như vậy hay sao? Không biết thuốc giải hay là thuốc độc đây. Chứ khổ gì nữa, chuyện sư huynh bị các người hại tới như vậy đó. Quá nhì, quá nhì, uống nó đi. Nè, thiệt là cái đồ không biết phải quấy. Nếu như mà thuốc độc đó hả, thì đừng có uống nó nữa, cho những người ngứa cho tới chết. Tiền bối, đừng có nóng giận. Chúng tôi đã chơi thôi, nếu như có thuốc giải, hãy cho chúng tôi đi. Các người mù mắt rồi hay sao? Thuốc giải chỉ có một chai thôi, đã để cho quá nhiều uống hết rồi đó. Rõ ràng là muốn giỡn với chúng ta mà. Ta không có thời gian để giỡn chơi với các người đâu. Hôm nay ta mang quá nhiều tới đây là để năn nỉ, hy vọng để cho quá nhiều ở tại toàn chân giáo. Nhưng không ngờ. Thôi đi, ngày hôm nay quá nhiều không có ở đây nữa. Từ nay về sau theo phái cổ mộ chúng tôi, bái cô nương làm thầy. Dương quá, cái tên phản đồ đại nghịch bất đạo kia có phải như vậy không? Đại sư thối đừng lớn tiếng. Đánh ta như vậy mà còn kêu ta là lại ngươi làm sư. Ngươi đừng có chiêm bao. Ta sẽ bái tôn bà làm sư phụ, và bái luôn cô làm sư phụ nữa. Ta không muốn ngươi làm sư phụ của ta. Cái tên tạp chủng khi sư diệt tổ kia. Đại sư thối, hôm nay ta mặc đại bào tới đây gặp ngươi, tới đây để trả ơn cho toàn chân giáo. Từ nay chúng ta không có liên can nữa. Xúc sinh à, tránh ra. Ta tưởng toàn chân giáo là danh môn chánh phái, hóa ra là chỉ là ý đồng hiếp yếu, ăn hiếp bà già ta, có phải vậy hay không? Chúng ta láng giềng mấy chục năm, đừng có làm mất hòa khí. Dương Quá là đệ tử của toàn chân giáo chúng tôi, hãy để nó lại đây, bà có thể đi được. Ta không có trào nó cho các người, các người làm gì được ta? Các người xông vào cung Tùng Dương, không cho các người đi. Tôn bà, họ đông người lắm, đừng có đánh với họ. Quá nhì, con có sợ không? Không sợ, con không sợ trời không sợ đất, con là phùng hôn quá, con chỉ sợ liên lụy tới bà thôi. Có câu nói của cháu ta sẽ cùng tiến thôi với cháu, hôm nay bà sẽ cùng chết chung với nhà ngươi, để cho mấy tên đạo sĩ tội này máu miệng. Cũng phải chết, đâu có ăn thua gì. Bà, bà thấy thế nào? Cô nương, cuộc đời này của tôi chưa hề năn nỉ cô làm chuyện gì cả. Bà muốn năn nỉ cái gì? Tôi năn nỉ cô ai lo cho quá nhỉ, ai lo cho nó suốt đời suốt kiếp. Đừng có để cho nó bị người ta ăn hiếp nữa nhờ. Tôn bà, cô nương, nếu như tôi không chết, tôi cũng sẽ chăm sóc cho cô nương suốt đời suốt kiếp. Cô nương, tôi ảo hạ cho cô nương. Cô đã đền đáp tôi chưa? Được, tôi hứa với bà. Hoa nhị Tôn bà không xong rồi, không xong. Tôn bà, từ nay phải nghe lời của cô cũng là người không có ai chăm sóc. Hoa nhị, cháu Tôn bà
Tôn bà bà. Tôn bà bà. Tôn bà bà. Cô nương, đừng để ta ra tay. Các người tự giải quyết đi. Không phải muốn gây sự cô nương, nhưng mà tôi chỉ lỡ tay thôi. Chuyện thường của nhà mình, không cần phải chết để mà tạ tội. Tôn bà bà, 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 Tôn bà bà. Phải chết. Ngươi đừng có đau buồn nữa. Tôn bà bà. Khóc bả như vậy, bà cũng không biết đâu. Nhưng mà ở đây có hai củ quan tài đá, một cái để dành cho sư tỷ của ta Lý Mạc Sầu, còn một cái là của ta. Tất cả đều do sư phụ đã sắp xếp. Nhưng mà bà không biết là ngươi sẽ tới đây, cho nên không có chuẩn bị cho ngươi. Tôi không cần, tôi không muốn chết ở đây, tôi không muốn chết ở đây. Không phải là theo ý của ngươi. Nếu như ta đã hứa với Tôn bà lo cho ngươi suốt đời suốt kiếp, ta không lìa khỏi cổ mộ, ngươi cũng đâu thể lìa khỏi được. Hả? Nếu như ta đã hứa lo cho ngươi suốt đời suốt kiếp, thì chắc chắn sẽ không chết trước ngươi đâu. Trước khi ta chết, ta sẽ giết chết ngươi. Ờ, tới đây, ta đưa ngươi tới chỗ này. Đây chính là chỗ của sư tổ, hãy quỳ lại đi. Ồ. Được rồi, đi theo ta. Đây là giáo chủ của toàn chân giáo, Dương Trùng Dương. Ý, ta đâu có kêu người lại. Hãy dùng nước miếng nhổ vào hắn. Hả? Nhổ đi. Ồ. Lên trên. Đủ rồi. Cô à, tại sao lại kêu tôi nhổ Dương Trùng Dương? Ồ, có phải là tổ sư bà rất hận Dương Trùng Dương không? Cháu cũng hận nữa, hận mấy cái tên đạo sĩ thúi ở trên toàn chân giáo. Sư phụ và Tôn bà đều nói là đàn ông ở trên đời không có ai là người tốt. Sau này nếu như người lớn hơn làm chuyện xấu, ta cũng không tha cho người. Cô sẽ tha mà. Cô thương tôi, không có đành phạt tôi đâu. Được, người hãy mau bái sư đi. Đương nhiên là phải bái cô làm sư. Nhưng mà cô phải hứa một việc.
Chuyện gì? Ngày hôm nay cô làm sư, xem cô như sư phụ, kính cô, trọng cô. Nhưng mà ở ngoài miệng không gọi là sư phụ, chỉ kêu là cô. Tại sao? Cái tên đạo sĩ thú hết toàn chân giáo, Quái Nhi cũng đã từng bái hắn làm sư. Hắn không tốt với Quái Nhi chìm bao cũng nằm thấy chửi hắn nữa. Vì không muốn chửi làm cô, gọi cô là cô tốt hơn. Thôi được, ta hứa với người. Đệ tử Dương Quá bái tiểu long nữ cô làm sư phụ. Từ nay về sau nghe lời của cô. Nếu như cô có nguy hiểm, Dương Quá sẽ thí mạng bảo vệ cho cô. Nếu như có ăn hiếp cô, Dương Quá sẽ giết người đó để mà trả thù. Được rồi, người đứng dậy đi. Di huấn của tổ sư bà để lại, ở trong cổ mộ này phải tu tâm dưỡng tánh, không thể có lòng tham lam. Không lẽ tông bà lại chết quan như vậy sao? Tối nay người ngủ chỗ này. Ngủ ở đây? Ừ. Ngủ dưới đất tốt hơn. Ta kêu người ngủ thì người ngủ, nếu không ta sẽ giết chết người. Vậy cô ngủ ở đâu? Lên giường đi. Cô à, cái giường này lạnh quá à. Cái giường người đang ngủ là giường hàng ngọc. Nếu như người dám xuống, ta đánh chết người. Cô ngủ vậy sao? Đừng nói nhiều, ngủ đi. Cô à, ngày mai cô dạy cho Quái Nhi ngủ trên dây đi nha. Dù tích sự, cái này ăn thua gì chứ. Nếu như chịu học, cô sẽ dạy rất nhiều bản lãnh tài giỏi. Lạnh lắm phải không? Cái giường mà ngươi đang ngủ là một miếng cổ hàng ngọc. Chính tổ sư bà đã tốn thời gian 7 năm đào tạo ra. Ở phía dưới là mấy ngàn cân đá. Luyện nội công ở trên cái giường này, một năm bằng người ta phải luyện 10 năm. Ở trên đời này biết bao nhiêu người muốn ngủ. Wow, thì ra cái giường này có lợi ích tới như vậy hả? Cô thì là tốt với Quái Nhi, để cái giường này cho Quái Nhi ngủ. Cô an tâm đi, Quái Nhi sẽ nghe là cô không xuống giường nữa. Hãy theo khẩu quyết của ta dẫn khí, như vậy sẽ không thấy lạnh. Sư thúc, lòng của đường. Đây là một tương để trị liệu phong độc. Hãy mang cho cái gã họ Triệu kia đi. Ta tới để nói cho các người biết, bắt đầu từ hôm nay Dương Quá đã theo ta, không có dính líu gì với Trùng Dương cung của các người nữa. Đa tạ Long Cô Nương ban thuốc. Nhưng mà Long Cô Nương, Dương Quá là đệ tử toàn chân giáo của chúng tôi. Cô cướp người của chúng tôi vậy không có đúng đâu. Ta không thích nghe người ta nhiều chuyện. Tiểu đạo chủ, người phá mộ sư môn, muốn bỏ đi vậy à? Tên đạo sĩ thú kia người chưa chết hả? Đi. Quá Nhi, võ công của người đã tiến bộ, nhưng mà hồi nãy người đánh tên đạo sĩ thú kia hơi độc một chút. Hắn là người độc ác, đánh như vậy còn chưa đã, không lẽ không nên đánh hắn hay sao? Không phải là không nên đánh, nhưng mà cách đánh không đúng. Không đúng ở chỗ nào? Hồi nãy hắn đã xông tới đánh Quái Nhi, Quái Nhi lập tức lùi lại một bước, hắn dùng tay nắm lấy da của Quái Nhi xoay lưng lại. Cái gã đạo sĩ thú kia lập tức té ở dưới đất. Quái Nhi cảm thấy đánh thì là đúng lắm. Điểm không đúng ở chỗ nào? Đó là cái chỗ người để cho hắn nắm da của người. Nếu như nội công của đối phương thâm hậu, xương da của người đã nát dụng rồi. Cô, vậy phải tính làm sao đây? Cao thủ thật sự không để cho đối phương đụng tới thân thể của mình. Quái Nhi hiểu rõ rồi, tránh nhanh hơn nữa. Cái tên đạo sĩ thúi kia chưa có nắm được da của cháu đã tránh mất rồi. Quái Nhi, người rất là thông minh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ dạy hết những võ công nhập môn của phái cổ mộ cho ngươi. Quái Nhi chắc chắn sẽ cố gắng học hỏi, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cô Long. Biệt hữu động thiên. Ở trong cổ mộ có một cái động, người ta không có vào được, chỉ có chim sẻ mới bao giờ được thôi. Chim sẻ? Wow.
Long mà võ công của cô giỏi thiệt. Thử đi. Con Long à, khó quá à, có gì không học nữa. Cho diện, nếu như luyện xong kinh công sẽ trở thành thiên hạ vô địch, bắt đầu bắt ba con chim sa sẻ. Cho tới lúc luyện tới mức một hơi thở có thể bắt được 9 lần 9 81 con thì mới thôi. Cái gì? Bắt 81 con? Bây giờ bắt tới bao giờ đây? Nhanh thì 4 năm, chậm thì 5 năm. Con người có cố gắng không? 5 năm. Những tuyệt kỹ của phái cổ mộ ngươi còn chưa học, theo ta tới đây. Nè Quý Long à, nè Quý Long, chỗ này là chỗ nào vậy? Tại sao bao nhiêu năm qua cô chưa bao giờ đi qua tới vậy? Ngươi có còn nhớ khi ngươi bái ta làm sư phụ, ngươi đã từng lạy tổ sư và bà ấy không? Quá đương nhiên là nhớ chứ. Cái lúc đó hả, cô còn kêu quá nhiều nước miếng lên hình của giáo chủ toàn chân giáo Dương Trùng Dương nữa mà. Có phải vậy không? Chỗ này là chỗ nghiên cứu võ công của Dương Trùng Dương. Chỗ này là chỗ luyện võ của Dương Trùng Dương à? Nè Cô Long, toàn chân giáo nhập phái cổ mộ có quan hệ thế nào đây? Võ công tuyệt môn của phái cổ mộ là ở chỗ này. Hả? Ở chỗ nào? Tổ sư bà hội lâm tinh triều nghi. Mấy mươi năm trước trong võ lâm chỉ có tổ sư bà và Dương Trùng Dương là võ công cao nhất. Sau đó Dương Trùng Dương ủng hộ nghĩa quân phản kháng Trung Nguyên lơ lại luyện võ, còn tổ sư bà lại chuyên tâm võ học, từ đó độc bộ võ lâm. Sau đó Dương Trùng Dương khởi nghĩa thất bại, ẩn cư ở đây, một lòng nghiên cứu võ thuật, định tái xuất giang hồ. Có một lần Dương Trùng Dương và tổ sư bà đã tỉ dỗ quyết chiến, kết quả Dương Trùng Dương đã bị thua. Ngọc Nữ Tâm Kinh, kỹ ác toàn quân, Trùng Dương nhất sinh, bắt nhược y nhân. Nhìn thấy rõ chưa? Quá nhìn thấy rồi. Tổ sư bà không những đã giành được cái chức thiên hạ đệ nhất, hơn nữa còn thắng được ngôi cổ mộ này. Dương Trùng Dương tuyên bố nếu như hắn thua sẽ nhường lại cổ mộ cho tổ sư bà, từ đó không bước vào cổ mộ một bước. Ha, chẳng trách gì đệ tử của toàn văn giáo không dám bước vào cổ mộ một bước. Sau đó tổ sư bà đã phát hiện những võ công do Dương Trùng Dương để lại, bà đã học hết tất cả võ công của toàn văn giáo, hơn nữa còn sáng lập một môn võ công có thể khống chế võ công của toàn văn giáo, gọi là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ngọc Nữ Tâm Kinh. Ê, Cô Long, bao giờ dạy qua học Ngọc Nữ Tâm Kinh này hả? Xưa nay ta không có luyện, làm sao mà dạy? Tại sao vậy? Tại vì Ngọc Nữ Tâm Kinh cần phải hai người cùng luyện. Vậy Cô Long à, quá có thể cùng luyện với cô không? Sư phụ từng nói, luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh không phải là dễ. Khi luyện công, nhiệt huyết đằng đằng, hai người cần phải lõa thể. Nếu như hơi nóng tích trữ ở trong người, nhẹ thì bị trọng thương, còn nặng sẽ chết người. Ê, nhưng mà Cô Long, chúng ta có thể cởi áo để luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Quan Nhi, chúng ta nam nữ khác biệt, nếu mà lõa thể thì ra thể thống gì nữa? Ồ, nè có cách, chúng ta luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh ở đến hàng Ngọc Sàng. Phải, sao ta không nghĩ tới? Chúng ta thử nha. We'll be right back.
Cô Long, tại sao lại như vậy? Hàn khí của Hàn Ngọc Sàng mạnh quá, nó dồn nhiệt khí của chúng ta vào cơ thể. Cũng may chúng ta kịp lúc ngừng luyện tập, bằng không hậu quả không thể nào ngờ được. Cô Long, vậy từ nay chúng ta không có cơ hội luyện nào nữa tập kinh nữa hả? Hả? Ta nghĩ không luyện thì tốt hơn. Hả? Cô Long, quá có cách. Ngày xưa ở tại Cung Tùng Dương, quá đã từng tới một lần qua. Ở trong lần qua đó, tối thui, cái gì cũng không thấy cả. Chúng ta tranh cùng với nhau không có sao đâu. Cô đừng lo gì nha. Tiểu long nữ, thật là một tuyệt thế giai nhân. Rất tiếc, Doãn Chí Bình ta là một người theo đạo. Nếu bằng không, ta nhất định sẽ cưới cô lần. Chỉ nhìn mặt cô, ăn thua cái gì chứ? Đã bao năm qua không gặp cô, không biết bây giờ cô ta như thế nào. Nếu như đêm nay có thể gặp cô ta thì sung sướng tới cỡ nào. Thật là một gã si tình hả? Triệu sư huynh, huynh nói cái gì vậy? Dõn sư đệ, giữa đêm khuya khắc mấy cái chữ này ở trong rừng để mà giải cái nỗi khổ tương tư đó hả? Sư huynh, quân tử mở lời, đừng có động chạm tới người ta. Thôi đừng có cãi lại nữa. Nếu như không có thích con ma nữ kia, tại sao trong tàng kinh cát có bức tranh của tiểu long nữ chứ? Điện sư huynh, huynh dám theo dõi để tìm hiểu đời tư. Tôi nói cho Khương sư bá biết. Được, chúng ta cùng đi đi. Có việc bẩm báo Khương sư bá. Nó là đệ bất thủ Thanh Quy, đã đi ngược lại với lực thứ tư của bản giáo. Đó là dâm tiệc. Dâm tiệc là cái gì? Từ lúc đệ nhìn thấy tiểu lục nữ ở trong cổ mộ,
Bao nhiêu năm qua ở trong lòng nhớ tới cô ấy, muốn ân ái với cô ta, muốn làm gì làm. Nhưng bổn giáo đặt nặng vấn đề tu tâm dưỡng tánh, không thể có tên nghiệt đồ giống như nhà ngươi. Triệu sư huynh, để biết rõ sư huynh gai mắt với đệ, đêm nay hạch hỏi như vậy chẳng qua là muốn giành công với sư phụ mà thôi. Tránh cho đệ không có cơ hội để giành chức trưởng môn với huynh, bộ đệ không biết sư huynh có quỷ kế đa đoan sao? Nhà ngươi đã phạm tội gian dâm, nếu võ công của người không có cách gì mà giành được cái chức đệ tử hàng đầu của phái này thì đừng nói tới chuyện làm trưởng môn. Đâu nói nhiều nữa. Đang ở trong giai đoạn cuối cùng, thế nên sao đây? Cô Long cho biết, luyện ngọc nữ tập tình, người nam có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, còn phái nữ phải từ đầu tới cuối mà không thể hại tới nội dung. Không được, ta phải dùng sức đơn điện ra ngoài. Đừng chỉ luyện công để bảo vệ cô Long. Người yêu trong mộng của người đã tới chỗ này làm những chuyện tồi bại với người đàn ông khác. Hai cái tên đạn trong túi này, đừng có làm hại trong cái lòng của ta. Đi ngay đi. Sai cứ tưởng là phái cổ mộ xưa nay truyền nữ bất truyền nam, cho rằng ai nấy cũng là điều trinh nữ tinh khiết, hóa ra còn là đồ tồi tệ, không những âm thầm chứa chấp trai thân mà còn trần truồng với nhau nữa. Sư đệ à, muốn giết huynh đây hay là giết tình địch của mình trước đi hả? Ta cảnh cáo ngươi, chửi ta thì được, đừng có chửi của lòng của ta. Dùng quá, cái tên xúc sạch, quá ra mày còn sống à? Đúng vậy, bây giờ tao còn sống hay nè. Thì chuyện gì kính, ngươi đừng nói bài bài nha, hãy cố ghi cung đông chương đi. Quan nhị, nó giết chết bọn chúng. Giang của Long. Người dám giết ta? Ngày xưa ta từng quỳ bái nhà ngươi làm thầy, bây giờ ngươi phải là sư phụ của ta, tại sao ngươi lại giết ngươi? Nếu như ngươi còn dám giết sư phụ thì cứ giết đi, đừng có nói nhiều. Quan Nhi, không thể giết sư phụ, ngươi hãy kêu họ thề, đừng nói chuyện ngày hôm nay, rồi thả cho họ đi. Đại chị Thúy, ngươi hãy mau thề đi. Không nói thì thôi, thề làm gì? Không được, phải thay đổi mới được. Được, cái chuyện ngày hôm nay chỉ có bốn chúng ta biết, nếu như có người nói cho người thứ năm biết, ta sẽ bị thân bại danh liệt, chết không được tốt. Còn ngươi, đoán với mình ta, nếu như nói cái chuyện ngày hôm nay ra, chắc chắn tay chân tàn phế, chết không biết yên thân. Cô Long, cô Long, cô Long, cô Long. Dưỡng sư đệ, còn xem gì nữa? Triệu sư huynh, cái chuyện đêm nay huynh không có nói cho Khương sư bá biết chứ? Bức tranh của nhà người vẽ ta cũng cất giùm người rồi. Huynh, có nên báo cho Khương sư bá biết hay là không? Cái đó phải coi sau này người đối xử với ta thế nào. Kỳ chí kính. Cô Long, thấy sao hả? Nè, cô Long. Cô Long. Cô Long à, cô thấy sao hả? Hả? Mọi người, yên tâm đi, ta thủ quyết xong sẽ không thủ quyết nữa. Cô Long, nói Hoa Nhi biết có cái nào để tiền cho cô hay không, nói cho biết đi.
Ta bị nội thương rất nặng, không sống được bao lâu nữa. Không, trước khi ta chết nên nhiều tự nhiên chết người trước. Không, cô Long không thể chết đâu. Cô đừng bao giờ chết nha. Đừng bỏ quá gì không có lo. Đừng bỏ quá gì lại. Bây giờ giết người trước. Quá gì, không bao lâu nữa chúng ta sẽ đi gặp sư bà rồi. Cô đừng làm vậy mà. Không cần sợ, nhanh lắm, đâm vào một kiếm thì sẽ chết ngay. Không. Đối xử vậy thôi, không bao giờ đâu. Cô không bao giờ đối xử như vậy đâu. Tại của tất cả lại có tên trọng của mộ ta. Bây giờ biết như thế nào nữa? Hả? Sao gì bắt quá vậy? Lâu có đồ chưa có ăn ha? Tên kia, người dám ăn cắp bắp nha. Tên kia hãy lên tiếng đi. Dạ tiên cô, đừng biết hiểu lầm mà. Đây là thùng bắp ở nhà tôi. Tôi đang hái đó. Không cần biết người là ai, ta hỏi người làm sao lên núi. Nè, mau trả lời đi nha. Nói mau đi, đừng có lãng phí thời gian của tiên cô. Tiên cô à, tôi không giữ như vậy mà. Lúc nãy hỏi cái gì? Ta hỏi người đường lên núi đi như thế nào. Con người tôi ngu quá à. Không có thể nhớ, quên mất tiên rồi. Cái tên kia dám trêu chọc bổn tiên cô. Tiên cô à, tiên cô là một người rất là đẹp mà. Nhưng mà xem đi, cái kiểu giận như vậy hả, khó coi gần chết luôn á. Tôi biết chơi nó đâu ha. Cứ sinh qua đây phải là kiếm bác phát cái muộn sao. Đây là để tướng lấy mặt rồi, mình phải tìm cái làm ngón tôi biết không được. Dám vô lễ với tiên cô, ta sẽ giết chết ngươi. Tiên cô à, tôi đang nghĩ tiên cô đừng giết tôi mà. Tiên cô, tôi đưa tiên cô lên núi ha. Đi mau. Dạ. Thế ngươi thì điên khùng khùng, không biết gì hết. Hả, tiên cô à, tiên cô thông minh thiệt ha. Tại sao lại biết tôi khùng hả? Tôi đây là tên khùng mà. Không lẽ bà biết mẹ tôi sao? Bà nói cho cô biết là tôi khùng hả? Tiên cô à, cô tên họ là gì vậy? Năm nay mấy tuổi? Và lên núi để làm gì? Bắt đầu bây giờ ngươi hãy im miệng lại đi. Nếu như nói thêm một câu ta sẽ giết ngươi. Cô biểu tôi lên tiếng mà. Ngươi còn nói. Dạ. Không nói thì không nói hả? Nè, ngươi có biết đường hay không vậy? Đã đi hết 4 canh giờ rồi, mặt trời cũng đã sắp lặn rồi, đã tới rồi chưa? Nè, ta nói chuyện với ngươi đó. Tiên cô à, ba hồi kêu tôi nói, ba hồi kêu tôi đừng nói. Vậy chứ cô muốn gì đây hả? Chừng nào ta hỏi thì ngươi nói. Tới rồi đó. Tiên cô à, tôi công đức toàn diện, tôi đi về nha. Khoan đã. Lại muốn cái gì nữa đây hả? Hãy đưa ta tới một chỗ, một của người sống. Cái gì? Một người sống hả? Hả? Đưa tôi đi. Khoan đã. Tại sao? Tiên cô à, ở đó nhiều ma xuất hiện lắm mà. Tôi năn nỉ tiên cô nha, tôi năn nỉ tiên cô, đừng cho tôi lên đó hả? Tôi chưa bao giờ, tôi chưa muốn chết đâu. Đi hay không đi? Đi. Quý đại ca, nếu như muốn tìm thế thần thì đừng có tìm tôi nha. Tìm cô ta đi. Nè, đi mau đi. Đừng nói tôi được không hả? Nè. Vũ Long.
Cô Long. Cô Long à, cô ở đâu vậy? Cô Long. Tên khùng, ngươi gọi ai đó? Nè, lúc nãy có một thi hại ở đây nè. Bây giờ đâu mất tiêu rồi. Thành quỷ rồi. Đừng có nói bậy nha. Ở đằng kia kìa. Nè. Cô Long. Cô Long à. Cô Long. Cô Long. Cô Long. Cô Long, vết thương cô thế nào? Đừng có sợ. Cô Long. Ta đã chết hết một lần, không còn sợ chết nữa. Cô Long, cô đừng nói vậy mà cô Long. Thằng khùng. Cô Long, người này có cháu đưa lên núi đó. Đệ tử Hồng Lăng Ba bái kiến sư thúc. Sư tỷ của ta đâu? Bà có tới không? Sư phụ ra lệnh cho đệ tử tới đây thỉnh an với sư thúc trước. Người đi đi. Chỗ này đừng nói nhà ngươi. Cho dù là sư phụ của ngươi cũng không thể vào đây được. Cô Long, cô không sao chứ? Sư thúc, bà đã bị thương hả? Không phải là chuyện của ngươi. Ra ngoài đi. Sư thúc, sư phụ sai đệ tử tới đây để lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Hãy đưa cho tôi đi, tôi sẽ đi ngay. Nếu ngươi cũng không ra ngoài, ta sẽ giết chết ngươi. Nè, đạo sĩ kia, làm mau đi. Nếu không ra Ngọc Nữ Tâm Kinh thì đừng có trách đệ tử vô lễ. Ngươi nhìn, ngươi mau đóng tảng đá trước cửa lại. Sư tỷ sắp tới ngay đó. Dạ. Ta đã tới rồi. Sư muội, ta lại tới nữa. Sư muội, muội có khỏe hay không? Sư tỷ, muội rất khỏe. Còn chị, vẫn khỏe mạnh. Quá trà, bị thương nặng lắm. Có cần ta trị liệu cho hay không? Đừng có làm bộ nữa. Có gì thì cứ nói mau. Nói xong rồi đi ngay. Sư muội, hai chúng ta là đồng môn. Thế nào, không nể tình sư tỷ hay sao? Mới vừa tới đã định đuổi đi rồi. Muội tuân theo di lệnh của sư phụ. Nếu như không phải người của phái cổ mộ thì không thể bước vào cổ mộ một bước. Đúng, ta đã bị sư phụ trục xuất ra khỏi môn phái. Còn ngươi sao? Tên tiểu tặc phía sau nhà ngươi là ai? Nhà ngươi có thể nuôi trai ở tại chỗ này, không lẽ không có thức phạm tới môn quy hay sao? Nè nè nè, nói gì vậy? Im đi. Hãy mau chào đại sư bá. Cô Long à, sư bá cái gì kỳ vậy? Không muốn bái kiến đâu. Cất giấu trai ở tại chỗ này, ngươi không phải là người trong môn phái. Hãy mau trào Ngọc Nữ Tâm Kinh ra, sau đó hãy tự mình kết liễu. Nè đạo cô, người chết rồi à? Cô Long tám chưa chết đâu. Muốn chết đã chết trốn đi. Quá Nhi, đừng có vô lễ với đại sư bá. Quá Nhi, cô xem ra các người kêu một cách thân mật quá hả? Đừng có nói nhiều nữa. Nếu như muốn giữ cái mạng chó của hắn lại thì hãy mau trao Ngọc Nữ Tâm Kinh ra. Được, muốn Ngọc Nữ Tâm Kinh chứ gì, ta sẽ đưa cho. Cô Long. Quá Nhi. Cô Long, đừng trống kế của bà. Ngọc Nữ Tâm Kinh không thể nào đưa mã đâu. Quá Nhi, Ngọc Nữ Tâm Kinh người đó thuộc được quyển nào thì cứ đưa cho bà đi. Dạ. Đừng có giả vờ làm bộ nữa, hãy mau trao ra đi. Đạo cô à, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đạo cô à, cứ giả vờ lấy đi, lấy đi. Nè, cô Long à, cô sao hả? Cô Long, ta mất máu nhiều quá, không thể sống lâu được nữa. Cô Long, hãy yên tâm đi, quả như định phải cứu sống cô mà. Vô dụng thôi, võ công của sư tỷ rất là cao, bà sẽ phá giết qua bên này. Qua gì, ta không giết người, con chạy đi. Cô Long, cô Long à, cô làm gì vậy? Nè cô Long, con không sao chứ? Nè, không sao chứ? Nè, con cô Long à, nè cô Long, con không sao chứ? Cô Long. Qua gì, đi mau đi. Đi đi. Không, không thấy được đâu. Đâu thế nào để con mình ở đây được. Cô Long à. Nè, cô không sao chứ? Quá bỏ con mình đâu. Cô Long. Nội công không đủ, hàn khí công tâm, không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Mang máu nhiều quá. Dù thoát được ra ngoài cũng không tránh được sự truy sát của sư tỷ. Nhưng...
Cô Long. Sư phụ, trong lòng của nhà ngươi cũng có sư phụ hay sao? Muốn cướp ngọc nữ tâm kinh trước ta hả? Muốn làm trưởng môn của phái cổ mộ, ngươi có bản lãnh hay không? Đệ tử biết lỗi, mong sư phụ ban cái chết cho đệ tử. Đứng dậy đi. Cảm ơn sư phụ. Hôm nay ta chỉ muốn giết chúng, sau đó cướp lấy ngọc nữ tâm kinh, sau đó từ từ nghĩ xem xử trí người thế nào. Cô Long, cô khỏe rồi à? Quá nhiều. Cô hiểu được. Nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ hút hết máu của người. Nhưng mà cô Long, quá nhiều, ta có thể cầm cự được. Cô Long, không sao chứ? Hả? Quan Nhi, Quan đối với cô rất tốt, thật sự rất tốt với cô. Quan Nhi, đi theo cô. Nam Quan Long à, ở chỗ này các quan nhiều quá, giống hơi chỉ là một tầm đồ vậy ha. Quan Nhi, cái này cho Vũ đi. Cô Long à, đứa này làm gì vậy? Trong này có ngọc phong châm, ngọc phong thương và bao tay bằng tơ vàng. Cô ấy mang trên người để phòng thân. Cái gì? Cô không đi với cháu sao? Đừng có nói nhiều nữa. Sư tỷ lòng già độc ác, chắc chắn không có tha cho quá đâu. Cô ở lại cản, bà sẽ không đuổi kịp. Cô Long à, võ công cô còn chưa bình phục mà, đánh em là bà đâu? Tại đi chừng như quá đi. Không thể được. Cô đã thề với sư phụ, suốt đời không lìa khỏi cổ mộ, trừ khi. Hả? Trừ khi cái gì? Đừng có hỏi nữa, kêu ngươi đi thì ngươi đi đi. Cô Long, Quan Nhi, điều ra khỏi cổ mộ ngươi đã rõ. Vừa ra xong lập tức bấm cơ quan, tảng đá sẽ rớt xuống, cánh cửa sẽ bị phong bế, không ai được ra vào nữa. Vậy em coi sao? Nếu như không ra được, cô sẽ chết chung với sư tỷ. Chết chung với bạn? Không được, quá không thể bỏ cô đâu. Quá thề là sống chết với cô mà. Quan Nhi, ta là sư phụ của ngươi, lệnh của sư phụ ngươi dám cãi lại? Cô Long, Quan Nhi nhớ kỹ, ta đi đấu với sư tỷ, nếu có dịp cứ bấm cơ quan. Cậu muốn trốn hả? Quan Nhi chạy mau, chạy mau. Chúng ta cùng đi. Sư phụ không sao chứ? Ta không sao. Sư phụ, chúng ta chạy theo. Khỏi cần chạy theo. Bọn chúng có trốn được đâu.
Tảng đá đã rớt xuống rồi, chúng ta cũng đừng hòng trốn nữa. Vậy sư phụ, người cũng sợ chết hả? Cô Long, bộ đàm có lối ra thật sao? Đoạn Long Thạch là một tảng đá nặng hàng vạn cân. Cho dù Dương Trùng Dương hay là tổ sư bà còn sống cũng không thể phá ra được, đừng nói chi là chúng ta. Nhưng mà trong nay mai chúng ta sẽ có dịp đi gặp tổ sư bà. Cô Long, vậy thì càng tốt. Từ nay cô Long không muốn đuổi quá đi nữa. Được, hôm nay chúng ta chết chung với nhau. Có cô Long chết chung, quá không sợ trời, quá không sợ đất. Nhưng mà lần này tuyệt đối không phải là phụng phung quá. Cô Long, vậy làm sao đây? Con người mà, ai cũng phải chết thôi. Cháu hoàn toàn không sợ. Quá nhiên, tại sao quá ở lại chịu chết chung với cô? Ở trên đời này chỉ có cô lòng tốt với cháu mà thôi. Tại sao thể chết chung với cô chứ? Quá nhiên. Cô Long, cô làm gì vậy? Có phải nội thương cô bộc phát hay không hả? Không, cô không cảm thấy đau chút nào hết. Quá nhiên, có phải quá rất là thương cô phải không? Đương nhiên là thương chứ. Bởi vì trên đời này quá nhiên chỉ có cô là người thân. Nếu như có một ngày có một người con gái nào khác thương quá giống như là cô, quá có đối xử tốt với cổ giống như cô không? Cô Long, ai tốt với quá, quá sẽ tốt với người đó. Cô tốt với cháu như vậy, quá sẽ tốt với cô. Nếu mà như vậy thì quá đừng có thương cô nữa. Cô Long, quá nhìn sắp chết rồi, làm sao mà thương với người con gái khác được? Ồ, không lẽ cái cho đi thương Lý Mạc Sòn hay là đệ tử của bà sao? Quá có thể thề được không? Tổ sư trên cao, đệ tử dương quá, đời đời kiếp này trong lòng chỉ có một mình cô Long. Nếu sau này thay lòng đổi dạ, không cần cô Long giết, đệ tử sẽ tự kết liễu đời mình. Quá nhìn những thế gian tình di hài chật, làm cho người ta sống chết với nhau. Đạo cô, muốn làm gì hả? Người tránh ra, ta có chuyện muốn nói với sư muội. Sư muội, hắn là cái gì của người? Người đã lấy hắn rồi hả? Không, hắn là đệ tử của muội. Hắn nói muội tốt với hắn, hắn sẽ chết chung với muội. Hai người ngươi đã ở chung với nhau bao nhiêu năm, nhưng mỗi đây mùi đã nói rồi, mùi giờ quá nhiều chỉ có quan hệ thầy trò. Sư muội, tuy rằng mùi biết giữ mình, nhưng mà mùi còn nhớ không, mùi đã thề ở trước mặt của sư phụ, mùi nói là đời này đây sẽ không bước ra khỏi cổ mộ trừ phi mũi thương người đàn ông. Đừng nói bậy, ai nói là mũi yêu người ta? Sư muội, tình cảm của hai người không thể thoát được cặp mắt của ta đâu. Mũi đã hủy lời thề, có thể xuống núi được rồi. Nói tới nói lùi, chẳng qua chỉ muốn tìm lối thoát. Lời thề của mũi cho dù có phá hay là không phá cũng vậy,
Tóm lại, chúng ta sẽ chết chung với nhau. Mình không muốn nhìn thấy sư tỷ. Ở đây có hai cổ quan tài, chị hãy chọn một cổ đi. Ta không tin. Chỗ này chắc là có con đường thứ hai. Đoạn long thạch đã rớt xuống, không còn ngã nào khác, sư tỷ không biết sao. Nhưng mà ta không tin. Ở chỗ này chắc chắn có con đường thứ nhì. Sư muội, tốt hơn hết, hãy nói ra đi. Bằng không, ta giết chết ngươi. Nè là cô, muốn giết thì giết ta trước đi. Ba lần bốn lượt bao che cho nó. Không lẽ ngươi chịu cam tâm tình nguyện để mà chết vì nó? Phải thì thế nào? Sư muội, ngươi quả thật là cố phước. Lại có một người đàn ông chịu hy sinh vì ngươi như vậy. Tóm lại, chúng ta sẽ chết chung với nhau. Hai cổ quan tài đá bỏ trống kia, một cổ của chị, một cổ của muội, tùy ý sư tỷ chọn. Không, ta không tin đâu. Ở chỗ này chắc chắn có con đường thứ hai. Hồng Long Ba, đi theo ta. Nếu như ta không tìm được lối thoát, ta sẽ trở về đây giết chết các người. Cô Long, cảm thấy thế nào? Cô lạnh quá. Cô Long, hãy đáng một chút. Quá nhiên, không xong rồi. Hãy bồng cô khu vào trong cổ mộ đi. Cô Long, chúng ta phải nói là chết chung với nhau hay sao? Để cho hai đạo cô kia nằm bên cổ quan tài kia. Quan Nhi, thật ra quá không cần phải chết chung với cô. Còn có thể sống thêm một thời gian nữa. Cô Long, một mình cô chết rất là thê lương. Còn mình quá nhiều sống thì càng buồn thảm hơn. Ngọc nữ tâm tinh, tỷ ác toàn trận, tùng dương nhất sinh, bất nhược y nhân. Cô Long à, chữ này ai viết vậy? Chắc là do Dương Trùng Dương viết. Cửu âm chân kinh. Cô Long à, gió công gì vậy? Chắc là Dương Trùng Dương không chịu thua, nên núp vào cổ mộ luyện một môn võ công khác để khắc chế ngọc nữ tâm kinh. Nhưng mà cho dù cửu âm chân kinh có lợi hại cũng vô dụng. Nè cô Long à, hãy để cho cháu coi lần nữa đi. Quá gì? Ở đây có cơ quan. Dạ, có mở rồi. Không sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết chung cùng ngày cùng tháng cùng năm. Được, cho các người tối nghĩa.
Cô cô, 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 c